Hi, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Lóc của Hải. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một kênh YouTube nhanh nhất có thể. Và bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu. Đầu tiên thì chúng ta vào ứng dụng YouTube trên điện thoại. Sau đó chúng ta nhấp vào kênh YouTube của chúng ta góc trên bên phải màn hình. Nhấp vào dấu mũi tên. Sau khi hiện ra tất cả các kênh YouTube của chúng ta thì chúng ta bấm vào dấu cộng để thêm tài khoản. Chúng ta nhấp vào tạo tài khoản. Nhấp vào cho bản thân tôi. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau điền họ tên chúng ta vào. Các bạn có thể điền họ tên của các bạn hoặc các bạn cũng có thể điền kênh YouTube mà các bạn muốn tạo. Các bạn chú ý là cái họ nó sẽ xuất hiện sau, cái tên nó sẽ xuất hiện trước. Ví dụ như mình tạo tài khoản là blog của Hải, mình sẽ ghi là của Hải blog. Nhưng không sao, tên kênh mình có thể chỉnh sửa lại sau cũng được. Tiếp theo các bạn nhập ngày tháng năm sinh và giới tính của các bạn. Sau khi nhập xong thì các bạn nhập chữ tiếp theo. Ở đây thì chúng ta có thể chọn tài khoản do Google đề xuất hoặc là chọn tài khoản của riêng mình. Sau đó các bạn nhấp tiếp theo. Rồi chúng ta tạo mật khẩu của chúng ta nè. Nhập mật khẩu xong thì bấm tiếp theo. Nhấp vào tôi đồng ý. Chúng ta kiểm tra lại tên email của chúng ta và nhấp tiếp tục. Sau khi ra một trang như thế này thì chúng ta kéo xuống dưới và nhấp tôi đồng ý. Và như vậy là tài khoản chúng ta đã được tạo và giờ chúng ta có thể nhấp vào trang cá nhân để chỉnh sửa tài khoản của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến giờ phút này. Nếu thấy video thú vị thì các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quay trở bên cạnh để đón xem những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.